luôn anh em á. Thì hôm nay là Cú sẽ quay trở lại con nít ở server 88. Tuy nhiên thì video ngày hôm nay thì mình sẽ không có quay giả siêu cấp nha anh em. Mà ngày hôm nay là do mới vừa bảo trì xong mấy các bạn. Nói chung là game á thì nó cũng hay bảo trì. Thứ nhất là để gộp server, thứ hai là để ra những cái phiên bản mới. Và cái bảo trì ngày hôm nay á là để thứ nhất là gộp cái server ở bên cụm 800 hay gì đó. Và cái thứ hai nữa là để fix sửa lỗi cái kép sắt cho anh em ha. Kép sắt gui ấy thì hiện tại là các bạn lấy đồ ra lấy đồ vào không có được. Thì sau khi bảo trì ngày hôm nay thì chắc là được rồi nha mọi người. Để Cú thử xem, tại vì Cú cũng mới vừa vào luôn các bạn. Đây tháo ra, mới vừa vào đây để xem luôn. À được rồi nha các bạn. Thì anh em nếu như mà có nhu cầu thì cũng có thể là vào trong kép lấy đồ đi. Thì mấy ngày qua thì nói chung là anh em cũng inbox Cú hỏi rất là nhiều cái kép nó lỗi như vậy có mất hay không. Thì Cú nói là trời ơi, bản thân Cú còn không biết, còn không lấy được cái gì ra đây. Nhưng mà mất thì chắc không đâu, nó chỉ fix thì hôm nay đã fix lỗi xong rồi. Thì anh em cũng có thể thích lấy cái gì ra thì lấy đi, tranh thủ nha các bạn, để tránh sửa là nó lỗi tiếp nữa đấy các bạn. Nói đùa thôi chứ nó fix rồi thì chắc là không lỗi nữa đâu anh em ơi. Và đồ đạc của anh em thì cũng đừng không sao đâu. Cứ nghĩ ở trên game này nếu như mà các bạn mà ít khi nào mà xảy ra sự việc mà tự nhiên mất đồ, mất này mất kia lắm. Trừ khi là các bạn có thể ấn bán nhầm hay là này kia các kiểu thôi ha. Rồi ok, hôm nay thì mình sẽ quay trở lại con nick top 2 của cụm 1 và là top 3 liên. Thì do là đang sử dụng Kara và Cú cũng mang cho mình con bé rồng để chuẩn bị chúng ta đi sảnh như thế nào ha các bạn. Thì với 2.368k lực chiến và với gọi là sát thương siêu khủng 14.000 sát thương và hộ giáp là 12.800 và tấn công là 22.900 và phòng thủ là 20.800. Thì ok, ngày hôm nay thì Cú sẽ quẩy sảnh cho anh em. Thì các bạn nhìn cái set này chắc các bạn cũng đã chán rồi ha. Thì hôm nay là Cú sẽ ở đây là chúng ta có hắc kiếm sĩ vĩnh viễn luôn mọi người, ghê nhờ. Hôm nay thì Cú sẽ sử dụng cái set này để cho nó lạ một tí xíu, cho nó đổi khí chất đi ha. Hôm nay thì Cú sẽ quay về đi sảnh cho anh em xem. Thì nói chung ngày hôm qua đi giải siêu cấp thì do là gặp mấy anh top liên cho nên hơi bị rén một tí xíu thôi. Chứ còn mà gặp những bạn khác thì thật sự vẫn có thể cân tốt nha anh em. Thì mới sáng vào là Cú đã làm xong cho mình cái hiểm này rồi nè. Và cả ghép ảnh thì Cú cũng đang hoàn thiện á. Ở đây thì các bạn cũng thấy là chỉ còn 5 trận vui chiến và 15 trận sảnh thôi. Thì hôm nay là chúng ta sẽ làm về cái đó để Cú nhận quà cái anh em đây các bạn. Thì thám hiểm đáy biển này thì rất là nhiều anh em thuê mình Cú làm nha. Hình như là 4-5 bạn á, cho nên là ngày nào cũng sắp mặt hết anh em. Hôm nay bảo trì thì kiểu như là lại vất vả hơn. Tại vì thường thường thì cỡ 7-8 giờ Cú thức là Cú ở trong vùng Cú làm luôn. Làm cỡ 2-3 nick vậy đó, cho nó nhòn bớt cái số nick rồi sau đó mình mới ra ngoài để rửa mặt ăn sáng các kiểu rồi sau đó mình mới làm tiếp. Nhưng mà hôm nay bảo trì thành ra là sau khi bảo trì xong thì làm vật vả luôn. Hồi nãy giờ thì mình đang làm cái nick này đầu tiên cho anh ấy để trưa ảnh có thể đi giải siêu cấp ha. Rồi ok, không có nói nhiều nữa thì chúng ta vào để quẩy thôi các bạn ơi. Về phần vui chiến thì anh em cũng có thể sử dụng cho mình là ủy thác để đi nha các bạn. Ở đây thì không biết là có cùng vui với anh Quang Bình hay không. À không rồi. Ôi trời ơi, lão Bình mà ủy thác cho cái nick này nữa thì đi 22 thứ nào chịu nổi anh em. Đây nha, có nick anh Bình ủy thác nữa nha. Quả là dữ dằn nhờ. Nhưng mà ở đây là cái nick clone này là cùng vui cho nên là Cú sẽ đi. Về phần đi vui chiến á, thì anh em cũng có thể sử dụng ủy thác để đi. Ủy thác là như thế nào? Tức là khi mà hai cái nick các bạn kết bạn với nhau và sau đó các bạn vào cái mục bạn bè và nó sẽ có chữ ủy thác và nó có cái nút nhỏ như là cái nút gùi vậy đó. Các bạn kích vào trong đó thì khi mà đối thủ làm nhiệm vụ á thì đối thủ cũng có thể mượn cái ạc các bạn như thế này nè để làm nhiệm vụ vui chiến hoặc là nhiệm vụ 22 hoặc là nói chung là làm được những 22 không được nha anh em, quên nữa các bạn. 22 là nó hình như là nó không có tính cái vui chiến á, các bạn đi vui là nó không có tính hay sao á, cho nên là mọi người phải thật sự là phải cân nhắc về cái nhiệm vụ 22. Tại vì cũng có đợt á mà Cú nhận thuê cái nhiệm vụ 22 á, khi mà Cú dùng cái nick vui chiến cùng vui để đi thì nó không có được tính nha anh em, cho nên là các bạn phải thật sự là cẩn thận. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với trận đấu. Tự nhiên ngu thật mọi người, vào đi vui chiến làm chi các bạn cho bị ăn hành. Đợt sau thì chắc là Cú sẽ kêu anh ấy dọn đồ qua bên vui của anh Bình luôn để hai nick đi quỷ thác. Thì ủa rồi ôi đẳng cấp. Ở đây là một pha hạt nhân nhưng mà rất may mắn cho Cú là hình như đối thủ tự miễn kháng nha các bạn. Hên ghê ấy.
Và đây là bạn hãy cười. Rất đáng tiếc cho Cú là cái pha bia bơm vừa rồi của Cú không gây ra cho bạn ấy một pha rít và cũng không có chạy ngọc, thành ra là hơi bị xu nha mọi người. Thì bây giờ là để xem đối thủ của chúng ta sẽ xử lý trong tình huống này như thế nào. Thì chắc là để sử dụng mơ mộng ấy anh em. Đây các bạn, thì đây là một pha sử dụng mơ mộng và sau đó là một pha cộng 250 và trong sát thương và một pha bow. Thì để xem là mơ mộng của anh hay cười có tác dụng với chúng ta hay không nha các bạn. Không có tác dụng nha anh em, chỉ được 4500 máu cho một tia thôi. Rồi ok. Đấy. Bây giờ thì chúng ta bật mơ mộng lên là chúng ta đã có một cái lớp miễn kháng rồi nha các bạn. Và cũng và đối thủ thì chắc chắn là không để nào đối với một bạn 35 như thế này thì làm sao mà đam nổi Cú đây. Cho dù là có nổ 10 cái viên ngọc luôn nha. Hạt nhân ở trong tình huống này thì cũng không còn tác dụng nữa, tại vì cái skill của Cú đã có hiệu ứng miễn kháng nha các bạn. Bởi vậy mơ mộng là một trong những hồn sao thì nói chung là chê thì không chê, nhưng mà không ổ bại chê thì cũng không được luôn. Tại vì nó sẽ có tác dụng là miễn băng của đối thủ nè, rồi miễn đủ thứ hết trơn luôn các bạn. Nói chung là ngon đó. Rồi ok, chơi là sáp lá cà nè. Ở đây thì hầu như khi mà Cú bút mơ mộng lên thì không ngán một ai rồi các bạn. Đấy các bạn, một pha bầu như trời giáng nha. Và hai đối thủ của chúng ta nằm hai bên hai cái mộ luôn. Quá ghê gớm. Hôm nay thì thường thường là khi mà Cú đi cái phần sảnh này á, Cú sẽ dùng một cái phần mềm hỗ trợ để cho nó nhanh lên. Nhưng mà do là quay video cho anh em thì muốn cho anh em xem là một cái con nick VIP như thế này đi sảnh nó sẽ như thế nào nha các bạn. Cho nên là Cú mới không có dùng cái phần mềm là tua nhanh thời gian nha anh em. Ôi trời ơi, tự nhiên đi gu chiến chi lâu, bây giờ đi sảnh đơn đi ha anh em. Bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng hai băng để thí dụ như mà trong tình huống thôi tàn hình đi cho nó vui, chứ hai băng thì cũng không vui đâu anh em. Tại vì hầu như đối với nick này khi mà anh em sử dụng cho mình hai pha băng và sau đó anh em sử dụng mơ mộng thì kể cả mà những bạn mà mình rén ở trong giải siêu cấp ấy mình đều cũng có thể cân được nha các bạn. Đây bây giờ là gặp một bạn level 70 và đây là một cảnh cứng. Cảnh cứng thì khá là an tâm. Cú sẽ tung ra cho mình là một pha 2-3-5 nha anh em. Kara đồng là một combo hầu như là full sát thương và full tấn công luôn. Và thật sự thì sát thương chúng ta khá là cao. Hiện tại bây giờ thì cái chỉ số của nick chúng ta nó cũng được cải thiện hầu như rất là rõ rệt so với cái video đầu tiên mà Cú show cho anh em ha. Video đầu tiên khi mà show lên đi chiến thì anh em nói chung là cũng bị chê bai là bị thọt này kia các kiểu. Nhưng mà đồng ý thiệt, tại vì đây là một con nick mà do là bị chủ trước nó bỏ 2 tháng 3 tháng không nạp rồi, cho nên là trong đó là có lúc cái phiên bản mới ra mắt nữa, thành ra là nhìn nó sẽ kiểu như là thọt khá là nhiều hơn so với các anh như là Văn Bình hoặc có thể là nick Ngọc Hiếu cũ nha các bạn. Cho nên là sau khi mà anh chủ nick anh ấy cũng full móc hôm nay á, gần 2 tháng trời á, thì nói chung là chỉ số cũng được cải thiện phần nào. Ở đây thì do là không có bắn được siêu cao cho nên là Cú dùng bia bơm nha anh em. Tại vì gà cho nên là dùng bia bơm, cho nên là anh em cũng đừng có cười chê. Chứ trong tình huống này bay lên đồ tàn hình các kiểu đồ thì nó lâu lắm các bạn. Đối với nước này thì cái việc đi sảnh Cú nghĩ là nó khá đơn giản rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì nếu như mà gặp những anh chị ở trong giải siêu cấp như là Văn Bình hay là Rồng Một Màu hay là cả Củ Hành thì thật sự là cũng phải cân nhắc. Nhưng mà ở trong đây thì trừ khi là mấy anh sử dụng băng và sử dụng cái mơ mộng thôi. Chứ còn nếu như mà một pha khi mà vào ảnh full dam mình mà không chết thì tới thời liền mình sẽ băng lại và mình sẽ sử dụng mơ mộng nha các bạn. Nhưng mà đi sảnh thì sẽ gặp nhiều đối thủ hơn. Đấy các bạn, đam rất là phê. Anh em thì cũng hay kêu Cú là đi 22, nhưng mà thật sự ban đêm đi 22 nó chán lắm mọi người. Nó kiểu như là nó không có được gặp mấy cái bạn mà cân để bắn, đa số là gặp bó đấy. Thí dụ như mà gặp người không thì cũng ok đi. Gặp người không thì mình có thể gọi là sử dụng những cái vũ khí như là wow lưu gạch hoặc là wow lựu đạn để mình đi nghịch cho nó vui cho anh em xem thì ok được. Nhưng mà tại vì sao Cú quay 10 trận á các bạn thì gặp 6-7 trận là bó rồi.
cho nên là nó rất là chán luôn. Bởi vậy lý do đó cho nên là Cú không có đi nhiều. Ở đây thì gặp một bạn rắn ba màu nha. Thì chúng ta vẫn sử dụng, ôi trời ơi, tên ảo nữa kìa các bạn. Chúng ta vẫn sử dụng gọi là 255 thôi cho nó nhanh. Ôi trời ơi, mít rồi anh em. Với một cái cara thôi mà đã lấy đi của bạn ấy hầu như là 1/3 cây máu, và kèm với đó là hết máu của con bé thu ha. Thì hôm nay là thứ ba nha anh em. Nếu như mà tối nay anh em có nạp móc thứ tư thì anh em liên hệ với Cú. Ngoài ra thì hiện tại mình cũng còn một, ôi trời mạnh nha, cũng còn một số nick. Thì nếu như mà các bạn nào có nhu cầu tìm nick nè, nạp móc giao dịch trung gian hoặc là cà tuê thì các bạn cũng có thể liên hệ với Cú qua Zalo để mình có thể tư vấn cho các bạn ha. Thì Cú cũng cảm ơn anh em rất là nhiều đã luôn yêu thương và ủng hộ mình. Thì nói chung video nào hay bài viết nào Cú cũng đều cảm ơn tất cả các bạn. Bởi vì nếu như mà các bạn không ủng hộ Cú thì Cú cũng không tồn tại được với cái Gunny này. Trong thời gian mà mình làm giao dịch đó thì cũng đã hơn 3 năm. Và đến với cái game này thì hình như đâu đó khoảng là gần 5 năm nha anh em. Thì bây giờ là mới dám đem số 5 ra để mà chia sẻ ấy. Chứ ở thời gian đầu á, thì thật sự khi mà Cú bới bước sang Gunny ấy các bạn, thì hầu như là cái mình cũng được anh em may mắn nha. Sau một năm mình cống hiến bán có tạo uy tín cái kiểu, thì may mắn được một anh khách VIP ủng hộ giúp đỡ mình lên tên tuổi cái kiểu. Thì khi mà sau khi đó thì được anh em ủng hộ rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng không dám nói là ừ mình làm ấy, tại vì lúc đó mới làm có nửa năm mà, thì nói như thế nào. Cho nên là bây giờ thời gian thấm thoát thôi đưa nha mọi người. Thì bây giờ là đã già theo với cái game này rồi, cho nên là cũng tự tin nói là làm được 3 năm mấy. Mà thật sự để mà tồn tại được 3 năm mấy thì Cú không nghĩ là mình có thể làm đến thời điểm hiện tại luôn. Có rất là nhiều lần ở thời điểm mà khi mà mỗi lần mà phiên bản mới ra mắt hoặc là mỗi lần mà game nó nhạt dần á, thì mình có một cái xu hướng là ừ chắc là anh em không còn ủng hộ nữa. Nhưng mà sau một vài ngày mà mình ế liên tục á các bạn, thì bắt đầu là mình vực dậy với kèo rất là nhiều. Thì sau đó mình mới lấy lại tinh thần để làm tiếp. Mà lúc đầu nó cứ bị như vậy đó mọi người. Với thêm tâm trí của mình là lo lắng, ừ khi mà mình không làm được cái việc này nữa thì mình sẽ làm cái gì bây giờ. Tại vì mình đang làm về cái này chính thôi ha. Nhưng mà sau đó khoảng 2 năm thì bắt đầu mình suy nghĩ lại, à bây giờ mình cũng đã tồn tại được với game. May mắn là mình cũng được anh em ủng hộ và yêu quý 2 năm rồi. Thành ra là không còn gì để mất cả. Cho nên là mình cứ làm thôi. Khi nào mà không còn một anh em nào ủng hộ mình nữa thì ok, mình sẽ nghỉ và sẽ làm một cái khác. Thì tới đó tính, bây giờ không có suy nghĩ nhiều được nha anh em. Nhưng mà với một cái tiêu chí rất là sạch luôn. Tức là khi mà mình vào, mình cống hiến và mình làm việc nỗ lực các kiểu mới được anh em công nhận và anh em ủng hộ. Thì khi mà không còn một ai ủng hộ mình nữa thì mình cũng sẽ ngưng với một cái gọi là MR Cú. Không có một cái gọi là lừa đảo ai hay là này kia nha các bạn. Ok, bây giờ thì tiếp tục là cái bạn gồng gắn một màu, gắn ba màu chứ không phải một màu nha. Bạn này lợi hại luôn các bạn. Thì đây là một pha full dam. Thì chỉ với một tia đầu tiên thôi là đã rít hơn 150k máu rồi các bạn. Quá đã luôn. Đối với con rít này thì hôm nay là mình đi sẵn cho vui cho anh em xem thôi. Chứ thật sự thì nó rất là mạnh rồi. Thế các bạn, cho nên là bây giờ là mình cứ làm bình thường. Mình cứ làm mỗi ngày và mình không làm bên các hội nhóm Facebook thì cũng đã một năm. Và chứng tỏ thì mình vẫn tồn tại được ở bên Zalo và anh em vẫn còn yêu quý rất là nhiều. Cho nên là bạn nào cần cái gì thì liên hệ với mình. Và nói chung thì cũng có đôi lúc mình sẽ rep các bạn theo kiểu hờ hững một tí xíu hoặc là này kia. Thì mong là anh em cũng thông cảm, chứ một người làm như Cú thì không có chuyện mà kinh khách nha các bạn. Tại vì mình thật sự thì mình cũng không biết ai là ai ngon hay là ai không ngon. Và thí dụ mà các bạn ngon thì nó cũng như vậy, mà các bạn không ngon thì nó cũng như vậy thôi. Thí dụ như các bạn ngon, các bạn có điều kiện thì các bạn mua một con nick 1 triệu thì các bạn vẫn phải trả cho Cú là 1 triệu. Còn các bạn mà không ngon thì các bạn mua nick 1 triệu các bạn vẫn phải trả 1 triệu, cũng không thêm không bớt gì cả. Cho nên là vấn đề mà khinh này kia các kiểu thì Cú nghĩ là không có đâu nha mọi người. Rồi ok, bây giờ thì Cú sẽ băng mậu nha. Nick mậu này thì hiện tại mình cũng đang làm ghép ảnh á. Mình mới vừa làm xong rồi mình mới qua bên đây ấy mọi người. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ sử dụng 1-2 để có nhiều tia hơn nha các bạn. Và chỉ với một cái cara đầu tiên thôi thì đã là 144k máu. Với nick mậu là 1.4 triệu lượt chiến nha anh em. Thì phải gọi là rất là khủng khiếp. Mơ mộng thì nó phải gọi là cực kỳ đỉnh luôn nha anh em. Không còn gì để bàn cãi nữa rồi.
Thì đối với hồn sao mơ mộng của anh em thì nó sẽ có tác dụng đối với những đối thủ là hơn chúng ta hoặc là hơn về chỉ số. Cú nghĩ là tại vì cú từng bị mơ mộng câu một cái rất là đau, trong khi lực chiến tổng thể của bạn đó không cao. Nhưng mà khi các bạn sử dụng một cái vũ khí hay là một cái loại gì đó mà phòng thủ và giáp các bạn yếu hơn đối thủ á, kiểu như xem á và đối thủ cũng nhỉnh á, thì họ sẽ mơ mộng của họ khi mà bâu các bạn sẽ có tác dụng. Về một cái này thì Cú cũng không biết là để giải thích anh em như thế nào, nhưng mà nó cũng mô phỏng giống như là cái xuyên giáp vậy đó mọi người. Cái mơ mộng á nó cũng giống như cái xuyên giáp vậy đó, nhưng mà cái sát thương của mơ mộng nó gây ra cho các bạn thì nó khủng khiếp hơn cái xuyên giáp rất là nhiều nha mọi người. Ở đây thì Cú không biết là giải nghĩa cho các bạn như thế nào, để không thôi nói sai thì lại rất là kỳ nữa. Ôi trời ơi, sao lại thiếu lực thế nhở? Cái quả này mà đào mà ra hạt nhân thì vẫn banh sáng nha các bạn. Mà 15 trận anh em thấy đi lâu phết chứ bộ. Tuy là nick của chúng ta cũng rất là to nhưng mà làm rất là lâu. Bởi vậy vì sao những cái sự kiện mà hầu như là 300 trận hay là 350 trận sảnh đó, thì hầu như anh em thuê. Thì với tầm đó thì Cú lấy mức giá là khoảng 200k. Thì Cú cũng đã nói rồi, 200k các bạn nạp có thể là các bạn vừa có xu vừa có quà nhiều hơn. Thì tùy thôi các bạn nạp. Còn khi các bạn thuê thì với một 300 trận sảnh hay là 350 trận sảnh với giá 200k thì Cú thấy nó quá là hợp lý rồi. Tại vì anh em ở bên mình đó, đa số họ thuê mình theo cái kiểu là thuê hành cho sập mặt mình làm á, chứ họ không có quan trọng quà đâu. Nếu như mà thật sự họ quan trọng quà ấy các bạn thì họ nạp 200k, chứ họ không mắc gì mà họ phải. Đây các bạn, Cú sẽ cho anh em xem cái sức mạnh của cái gì, quên mất bà rồi, mới quên tên rồi, cái mơ mộng nha, để xem là đối thủ đau nè nha mọi người. Đấy, để Cứu cho các bạn xem. Đào không có xuống đâu các bạn, tại nó có hiệu ứng miễn kháng nữa. Đấy, thấy không mọi người? Đào tới mũi quýt luôn. Bây giờ là Cứu sẽ thử thêm nhiều cái sự kiện cho các bạn xem ha. Đó, bỏ lượt để cho bạn ấy có tên ấy. Cái mơ mộng của chúng ta khi mà boost lên thì hầu như nó sẽ có tác dụng là hai tên nha mọi người. Tên đầu thì lượng đam rất là nhiều. Rồi, bây giờ là tự bạn ấy miễn kháng luôn rồi. Bây giờ là hết rồi các bạn, trên đầu chúng ta đã mất rồi, là hết rồi. Rất là ghê gớm nha. Và công nhận thì bây giờ Cú thấy cái hồn sao mơ mộng á, ngoài cái sự kiện nạp tích lũy nè, rồi nạp đua top nạp nè, rồi hình như là cả tiêu su cũng có nữa. Nhưng mà server mới bây giờ con gà nó rất là khôn, nó cho các bạn đua top để lấy mơ mộng hoặc là có thể là lên level để lấy mơ mộng nha. Thì khi mà anh em lên 50 hay là 5x ở server mới mà cho dù anh em có mơ mộng thì Cú nghĩ cũng không có tác dụng đâu các bạn ơi. Đây các bạn, sau khi dùng tất cả phe ta và bản thân tăng ngay 60% bow luôn, hiệu bản thân nhận hiệu quả thiên thần, tăng 40% sát thương và có miễn dịch hiệu quả khống chế, cấm di chuyển, cấm đóng băng, sát thương duy trì 2 lượt chỉ có hiệu quả trong thi đấu nha các bạn. Đó là cái skill chủ động. Còn skill bị động của nó nè là mỗi lần đạn pháo bắn trúng có 15% sát suất tăng 9 điểm bow, chỉ có hiệu quả trong thi đấu. Đó nha các bạn, là nó cường hóa cái sát thương của các bạn lên 40%. Thì anh em nghĩ đi, độ xí 40% thì nó muốn hơn một nửa rồi các bạn. Ở đây là 9 trận rồi nha, bây giờ thì Cú sẽ đi thêm 6 trận nữa anh em, là nó muốn gấp gửi rồi. Thì anh em nghĩ nó, nhưng mà sao mà nó khủng thế nhở? Nó hơn là nó phá banh cái gọi là 40% sát thương. Vậy là nó phá banh cái giáp của người ta luôn hả mọi người? Ghê gớm thế. Ủa trời, what the hell, sao lại cho tên ảo thế nhở? Cũng hên là bạn này yếu nha, chứ nếu như không là toang rồi các bạn. Bây giờ thì hồn sao mơ mộng nó cho các bạn hầu như rất là khủng bố. Và những cái nick mà có hồn sao mơ mộng á thì giá của nó cũng khá là cao hơn so với những cái nick mà không có mơ mộng. Cái này đó thật, cái nick các bạn càng VIP nhưng mà nó không có mơ mộng thì cái giá nó lại càng mềm, nó mới ngộ như vậy đó mọi người nha. Thì không biết là sau này nó có ra một cái hồn sao mà Cú nghĩ là có dễ gì không. Nó sẽ để cái mơ mộng để chiêu dụ anh em một thêm đi. Và sau đó thì Cú có thể là, một là nó hạ cái chức năng của mơ mộng xuống,
Còn hai là nó sẽ ra một cái hồn sao khác mà có cái tính gọi là một cái skill gì đó của hồn sao đó thật là bá đạo để cho anh em tiếp tục đua nữa nha mọi người. Nhưng mà đối với cái mơ mộng này thì Cú thấy cũng bình thường thôi. Hầu như thì nó chỉ có tác dụng khi mà các bạn quá mạnh mà đối thủ có mơ mộng thì đối thủ cũng không có làm gì được bạn. Giống như cái trận mà đầu tiên khi nãy Cú ghép vua chiến đó các bạn cũng đã thấy. Thì mơ mộng của bạn hay cười hay là hai cười hay là mỉm cười gì đó quên bà cái tên rồi. Thì hầu như bạn ấy boost á thì cũng không có tác dụng nhiều. Không có tác dụng luôn. Chỉ 4.500 máu cho một tia thôi thì cũng khá là bình thường. Có không các bạn? 4.500 máu thì Cú nghĩ chắc là cũng lẹm lẹm được miếng ha. Chứ so hơn bình thường thôi. Ôi trời ơi, nghệ sĩ nhân dân quốc đại. Lão này thì không thể nào đùa được nha anh em. Khi mà các bạn sử dụng băng á, ở đây thì Cú có thể sử dụng gọi là ủa sao, ô vãi, sao bia bơm và cả băng nó vẫn thấy được khi mà chúng ta tàn hình hả anh em? Đau thế nhờ, biết thế thì Cú sử dụng hai băng rồi, Cú cứ tính là khi mà tàn hình thì đối thủ sẽ không có tìm được chúng ta để chúng ta có gọi là nghịch phá ấy mọi người. Đúng là cuộc sống không như, à mít, tuyệt vời, ủa? Chết luôn rồi. Thấy chưa mọi người, mơ mộng rất là mạnh nha. Và ở đây thì hơi bị su cà nai nha các bạn. Ôi trời ơi, rớt nước mắt thì các bạn. Tại sao sử dụng tàn hình nhưng mà bia bơm vẫn thấy nhờ? Cứ nhớ là tàn hình thì bia bơm nó đâu có thấy đâu mọi người. Quá cay. Bây giờ là Cú phải mang cái hai băng để phục thù thôi anh em ơi. Không thể nào chịu nổi cái tình cảnh như thế này nha. Tự nhiên chúng ta đang là người mạnh cái chúng ta thua ngang xương như thế được thiệt chứ. Hy vọng là sẽ gặp lại nha. Su cà nai thiệt chứ anh em, ngựa ngựa. Biết vậy khi vào là Cú đam bà nó cho rồi đi, biết đâu bị được phong ấn hay là này kia thì nó ngon. Hoặc thiếu như là có chạy xuyên giáp hoặc là bạo kích là chúng ta kết thúc được luôn cả cái nick đại đấy đấy. Nhưng mà xui Cú tịnh là tàn hình sau đó là chọc ảnh chơi. Mà ai ngờ xui. Thắng 15 trận á anh em. Mới vừa thua nó một trận rồi. Công nhận là mấy cái lúc mà nó ra cái trận như thế này nó lâu kinh khủng luôn ấy các bạn. Bởi vậy tại sao nó cho mọi người ra nhiệm vụ kinh ma ra đi để một mình cứu xử thôi. Đang làm nhiệm vụ cho nên là đi chung thì nó lâu lắm anh em. Gớt nước mắt trận vừa rồi thật mọi người. Không, mình muốn gặp người, mình không muốn gặp boss nha. Vãi thiệt chứ. Bắt đầu là boss không rồi đấy các bạn. Ở đây thì Cú sẽ sử dụng bia bơm để giết boss cho nhanh nha các bạn. Những cái tia của Kara ấy mọi người, thật sự thì nó cũng tạo ra những cái hố gọi là rất là khó xử nha các bạn. Đôi lúc những cái ria ria, nhất là cái pha bâu của Kara ấy các bạn, thì nó sẽ tạo ra, ở bên đây thì Cú quên luôn là nó ra cái gì rồi, tại ít bâu quá. Nhưng mà còn ở bên PC á mọi người, thì cái tia của Kara khi mà các bạn bâu ra nó chỉ có một cái lằn nhỏ xíu thôi. Cực kỳ nhỏ, khi mà anh em rơi vào đó mà kèm với cả cái skill khống chế của bé Thu nữa thì anh em chỉ có mà khóc thôi ấy. Chứ làm sao mà lên được các bạn. Xui ghê. Đúng là chọc người khác thì bị gặp quả báu thiệt mà mọi người. Hồi nãy là phải quất luôn là được rồi. Hình như khi mà các bạn sử dụng tàn hình với bay á thì nó mới bị mất hướng ấy mọi người. Nó mới bị mất cái gọi là sử dụng bia bơm không được. Còn mà khi anh em mà bò thì hình như là nó vẫn gọi là nắm được vị trí của các bạn ấy. Nhưng mà khi mà các bạn bay thì coi như lộ rồi. Bay thí dụ mà đối thủ có bật tiếng game á hay là không bật á, nhưng mà cái lúc các bạn gớt xuống á, nếu như mà một người biết xem cái màn hình nhỏ ở trên nó di động á thì chắc chắn là các bạn sẽ đoán ra được vị trí. Nhưng mà ở đó khi mà các bạn sử dụng bay và tàn hình thì đối thủ chắc chắn sẽ có hai tên, và đằng nào thì bạn ấy cũng sẽ gọi là ném chay một cái.
và sau đó thì cũng sẽ băng, nhưng mà Cú không nghĩ là cái mơ mộng của bạn ấy mạnh, tại vì lực chiến của bạn ấy hình như cũng đâu đó 1.6 triệu, 1.7 triệu, với lại kèm với cái tấn công của Kara nữa các bạn. Cho nên là các bạn có thấy không, ở tầm lực chiến cao như thế này á, thì nó sẽ có gọi là tác dụng đầy đủ hết. Một tia là 7k hồi nãy đó mọi người, nhưng mà hình như ở khúc thấp thì theo như mà Cú thấy á các bạn, thì hơn nhau khoảng 200-300 là nó đã không có tác dụng rồi hay sao ấy. Nhưng mà chắc là do tầm này thì khi mà các cái level của các bạn, cái lực chiến các bạn quá to á, thì cái điểm của các bạn nó bự quá, thành ra là mặc dù đối thủ thua chúng ta đến 300-400k lực chiến, nhưng mà họ boost mơ mộng thì vẫn có tác dụng ha mọi người. Còn mà ở tầm 600, thí dụ 600k lực chiến gặp 800k đi, thì hầu như là lúc đó là cái chỉ số của các bạn nó bị hơn nhiều quá hay sao ấy. Nói chung là cũng không biết lý giải như thế nào. Ôi trời ơi, đi có 15 trận mà gần nửa tiếng đồng hồ ấy các bạn. Khủng khiếp thiệt chứ. Vẫn là boss thôi mọi người. Bây giờ là không có người luôn các bạn. Ý là sảnh liên server đó nha, chứ phải mà sảnh trong server thì cũng nghĩ là chắc khỏi có ai chơi được luôn ấy. Hiện tại là sảnh liên server. Ok. Ủa, Minh Thái đã tặng VIP 3. Trời, VIP 3 mà nó cũng thông báo nữa ha mọi người. Không biết là đủ chưa nữa, hình như là còn thiếu 1-2 trận thì phải các bạn. Nửa tiếng luôn rồi. Tranh thủ ốp xuống để anh chủ nick anh ấy còn quẩy giải siêu cấp nữa anh em. Hôm nay thì Cú không có đi nha, tại hôm qua thì Cú quẩy rồi, hôm nay thì Cú chỉ làm ghép ảnh thôi. Và cũng hứng hứng cho anh em xem là tình trạng ở sảnh nó như thế nào nha các bạn. Ôi trời, sao sếp cho gặp mấy bạn yếu yếu không như thế này thì làm sao mà vui, sao mà nhây được đây. Bò một khúc nhưng mà vẫn còn ấn đam nha. 746k máu. Đối với những cái nick mà 70 như thế này á, thì Cú nghĩ mà các bạn làm sát thương chắc là khỏe lắm nha mọi người. Vào chỉ cần thí dụ mà vào gặp một đối thủ yếu như các bạn 6x này thôi, chúng ta 5 là có thể là kiếm được vài triệu rồi đấy. Chưa kể là nếu như mà các bạn gặp boss thì chắc là còn lẹ làng luôn. Nhiệm vụ sát thương là kêu rằng làm là tốc hành luôn, có chừng vài trận đấu thôi thì hầu như là đã đủ để nhận quà sát thương rồi ha. Để cứ xem coi đủ chưa anh em. À, đủ 15 trận rồi nha các bạn. Ở đây thì chúng ta còn 5 trận vui chiến. Ok, các bạn đợi Cú một xíu. Ủa, đủ chưa? Rồi, đủ 5 trận vui chiến, là chúng ta còn 4 trận nữa. Quay vui chiến cho các bạn xem luôn. Ở đây tiếc là không có bạn nào cùng vui với mọi người. Tại vì quen tay là cái dẫn đường ở phía trước rồi, chứ nếu như mà bây giờ để phía sau là thế nào một lát cũng nhầm à. Bây giờ Cú thấy ít khi nào mà hai người hẹn để đi lắm mọi người. Làm cái quỷ thác như thế này nè, nó gọn cực kỳ luôn. Thí dụ các bạn muốn làm vài trận vui chiến hay là nhiệm vụ vui chiến mỗi ngày á, thì nó cũng tiện phết luôn ấy. Chứ nếu như mà các bạn phải lo lên đợi người đi trùng thì đợi người đi cùng thì lâu lắm thật sự. Bây giờ thì nói chung là game thì nó cũng còn lai rai người chơi, nhưng mà để mà hai người có thời gian on cùng lúc và đi cùng nhau thì nó rất là chậm, thật sự nó rất là lâu. Cho nên đa số bây giờ anh em mà làm ghép ảnh hay là anh em mà làm vui chiến hay là làm nhiệm vụ 22 thì Cú thấy đa số là anh em sẽ sử dụng ủy thác. Thí dụ như anh em có được những cái người bạn mà siêu VIP pro á, thì cũng có thể là nhờ người ta ủy thác để mình có thể kéo nick mình lên cho nó nhanh đi, cho nó lẹ. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ một điều là khi mà các bạn đã nhờ vả người ta ủy thác ấy, và ngược lại các bạn ủy thác cho người ta, thì chúng ta tốt nhất là nên xem. Thí dụ như mà khi mà các bạn online, các bạn thấy cái bạn đó ủy thác cho mình và bạn ấy cũng đang online, thì thí dụ các bạn muốn đi ủy thác á, thì các bạn
cũng phải lo, hoặc là nhắn tin vào Mét hay là Zalo của bạn đó để hỏi là bạn có đang đi, bạn có đang đang đi hay không, để mình làm nhiệm vụ 22 là gu chiến, đó là lịch sự nha mọi người. Tại vì khi mà các bạn đi á, khi mà các bạn đi mà các bạn không hỏi, nếu như mà người ta cũng đang đi á thì người ta sẽ bị lắc và đơ, và tất nhiên là các bạn cũng bị lắc và đơ rồi. Cho nên là cái đó là kêu bằng là lịch sự mà vừa có lợi cho cả hai luôn nha mọi người. Tại vì thí dụ mà các bạn không nói mà các bạn đi, lúc người ta đi thì các bạn cũng bị đơ mà người ta cũng đơ, thành ra là nó lỗi luôn. Những cái chặng sau là hầu như các bạn phải ngưng nghỉ khoảng vài chục phút ấy, thì nó sẽ rất bất tiện. Tại vì cái này thì Cú cũng đã gặp rồi và rất là cay. Tại vì cái đợt mà mình đang gọi là đi quay giải siêu cấp ấy các bạn, thì vô tình cái bạn mà được cái nick mà mình đang quay giải siêu cấp á, thì bạn ấy đi sảnh 22 hay là đi cái gì đó Cú không biết, nhưng mà đang đi giải siêu cấp thì nó cứ bay lơ lửng mà nó cứ đơ, nó cứ lắc cái kiểu rất là cay luôn. Và bạn ấy cũng bị luôn, không có đi được luôn. Ôi trời, bây giờ là bot không mọi người? Không, tại quay thì thấy bot là ngỡ ngàng, chứ bình thường mà làm nhiệm vụ thuê ấy mọi người thì thấy bot mừng lắm mọi người. Tại bắn lẹ cho nó xong, đặng nghỉ ngơi coi phim coi rồi. Tại vì hôm nay quay clip thì gặp bot thì sợ là anh em thấy chán, nhưng mà đây là thực tại của game nha. Cho nên là tại sao mà khi Cú đi 22 mà Cú quay cho anh em xem mà Cú cũng hay đi lắm, chứ không phải là không đi, nhưng mà do là gặp bot nhiều quá cho nên là cũng không có úp làm gì, có bắn được cái gì đâu. Một là gặp đối thủ yếu quá, vào ném cái là chết bà rồi. Còn hai á, là toàn là bot thôi, cho nên là cũng không có gì để cho anh em xem. Để có hôm nào Cú rảnh thì Cú sẽ rủ một bạn bắn được được một tí xíu để kéo mình đi quần đùi để quay clip. Quần đùi thì nói chung là ngồi bình luận thì hơi đuối nha. Ôi trời ơi, Cú đang sử dụng cái gì tùm lum thế nhờ? Bia bơm rồi dẫn đường rồi các thứ, chắc là đủ rồi đấy anh em. Thì một ngày của Cú là làm như vậy cỡ 3-4-5 nick nha, tùy nha. Tại vì có nick thì sẽ thuê mình đái biển, có nick thì chỉ thuê ghép ảnh thôi, và có nick thì sẽ thuê mình làm cái này làm cái kia, cho nên là nó không phải ai cũng thuê full. Tại vì mỗi một phần như vậy sẽ là 300.000 cho một tháng, tức là đái biển 300k một tháng, ghép ảnh 300k một tháng, hay là nhiệm vụ khác thì nó sẽ tính theo tuần cái nhiệm vụ và nhận tháng như thế. Thì nói chung ở đây khi mà Cú báo cho anh em á, thì nói chung bạn nào cảm thấy hợp lý, cảm thấy uy tín an toàn thì các bạn thuê, còn bạn nào thấy đắt thì ok, các bạn có thể tìm những chỗ an toàn và rẻ hơn. Đối với Cú thì cái này là mình chỉ nhận thêm để mình làm lúc rảnh để kiếm thêm thu nhập thôi nha các bạn. Và cũng gọi là đồng hành với những chủ nick, thành ra là mấy anh này cũng khá là bận, nhưng mà họ thuê thì mình phải nhận. Mình vừa kiếm được cơm mà mình vừa ké được nick, rồi mình được đủ thứ cả, móc nạp đồ nữa. Thì ok, Cú cũng đã làm xong rồi. Thì cảm ơn anh em và hẹn các bạn ở video sau nhé. Và cảm ơn anh em rất là nhiều. Và hẹn anh em ở video sau. Bye bye. Thì anh em cần tìm nick hay nạp móc hay là giao dịch trung gian hay là thanh lý nick thì liên hệ với mình sang Zalo nhé.